Hai xin ở cả bạn, và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm một cái cửa đá đỏ rất rất là đẹp nhé. Rồi ok, các bạn cần những dụng cụ này. Đá đỏ cần gạt xong đầu xong rồi để lên một chiều dài nhất định nhé. Các bạn phải để nó là 6 thôi, 6 nhân 6 mới đủ ấy. Lộn, 6 nhân 7 nhé. Và 6 nhân 8. À, các bạn hết làm bao nhiêu tiền? Rồi ok. Để đây để đây trước đó. Xong rồi. Đừng bao giờ cho cái này đụng. Đụng chỗ nào chưa? Nó hệ thống nó đỏ qua đây. Thank you.
Đó. Trước mình có chứng ngại vật là một con. Nên sợ vậy mà có nhiều bệnh.
và nếu các bạn thích những chủ đề bí đỏ của mình thì các bạn hãy bình luận và mình sẽ làm thêm nhé. Bye bye.